Xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh để gặp lại quý vị và các bạn trong video clip này. Thói quen số 2 để trở thành siêu bác sĩ thú y. Tôi sẽ xác định ước mơ của mình và lập mục tiêu cho ước mơ đó. Tôi sẽ tập trung vào ước mơ đó, tập trung vào mục tiêu đó mỗi ngày. Tôi sẽ xác định ước mơ và lập mục tiêu cho ước mơ của mình. Tôi sẽ tập trung vào ước mơ của mình mỗi ngày, liên tục. Để mà lập cho mình một cái ước mơ thì các bạn phải làm những bước như sau. Lên kịch bản cho cuộc đời lý tưởng trong tương lai của bạn. Bạn hãy vẽ một bức tranh về ngôn từ khoảng 1.000 từ thôi. Vẽ hẳn ra giấy về cái ước mơ của bạn, để các bạn có thể tạo cho nó cái hình thù, có thể lắm được, sờ được, gõ được, nghe được. Và nó không còn nằm trong ý tưởng nữa, nó là một trong những cái ý tưởng được viết ra giấy. Mẩu bút chì cùn và tờ giấy còn hơn trí nhớ siêu phàm. Nên là khi các bạn lập cho mình một ước mơ, một mục tiêu, các bạn phải viết nó ra giấy, tạo cho nó một hình thù để bạn có thể sờ được, nắn được, đọc nó hàng ngày. Một ngày bạn đọc nó 3 lần, sáng sau khi ngủ dậy, buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ. Bước số 2 là gạch đầu dòng cho từng ước mơ của mình. Xác định ước mơ phải đạt được để có cuộc sống lý tưởng trong cuộc đời của mình. Bước 3 là xác lập mục tiêu. Thiết lập mục tiêu cụ thể xoay quanh ước mơ của mình. Mỗi một ước mơ bạn phải đặt cho nó 4 cái mục tiêu, chia nhỏ nó ra và thực hiện liên tục hàng ngày. Bước số 4, hành động. Hoàn thành các mục tiêu, theo đuổi các mục tiêu của mình. Theo đuổi các mục tiêu cụ thể sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực. Và xin chúc mừng bạn đã nghe được 4 điều tuyệt vời này. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của Sơn Trịnh. Hãy sub vào kênh YouTube của tôi để là một trong những người đầu tiên được xem những video clip mới nhất tôi gửi lên mạng. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong kênh video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký bên dưới video này để có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng bạn nhận được video sớm nhất, sớm hơn người khác. Phạm Xuân Trinh cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Xuân Trinh.